Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, chúng nghe theo lời xúi dục của một người cầm đầu có tên là Y Som trú tại Đắk Lắk, được xác định là kẻ cầm đầu. Đã rõ kẻ đứng sau vụ nổ súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk. Các đối tượng bị bắt giữ khai nghe theo lời xúi dục của nhóm phản động, hứa hẹn sau sẽ được cho tiền và có cuộc sống sung sướng, tốt đẹp hơn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, chúng nghe theo lời xúi dục của một người cầm đầu có tên là Y Som, chú tại Đắk Lắk, được xác định là kẻ cầm đầu hứa hẹn sau khi thực hiện hành vi tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã sẽ được cho tiền 100 triệu đồng, được đưa vượt biên sang nước ngoài. Chúng hứa hẹn với những người vượt biên sẽ lo cho cuộc sống sung sướng, tốt đẹp hơn. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, có hơn 50 người từ nhiều địa phương khác nhau như là Cư Mơ Ga, Ca Rông Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc và một số huyện ở Phú Thiện, Ca Pa, tỉnh Gia Lai đến tập trung tại một tròi rẫy trên địa bàn huyện Cư kuin tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tập trung tại đây, nhóm người này tổ chức ăn uống và đến khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 6 thì chia thành hai tốp mang theo súng, dao, bom xăng, lựu đạn đã được chuẩn bị từ trước, đồng loạt tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu. Tại những nơi bị nhóm người này tấn công, các cửa sổ, cửa chính ở hai trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Katu đều bị đập phá, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt. Nghiêm trọng hơn, nhóm này xông vào trụ sở công an xã nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã, bắn giết chết 4 cán bộ chiến sĩ, đâm trọng thương 3 cán bộ chiến sĩ khác đang túc trực tại cơ quan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi rút ra khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trên đường đi, nhóm này chặn ô tô của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Bí thư Đảng ủy xã Ea Katu đang trên đường đến trụ sở sau khi nhận được tin báo vụ gây rối và giết chết hai người này. Sau đó nhóm đối tượng tiếp tục chặn hai xe ô tô của người dân lưu thông trên đường rồi giết chết họ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã chia nhau bỏ trốn và lần lượt bị bắt giữ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắc, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Công an Đắk Lắc tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng, ông Sô cho biết. Các gia làng ở Tây Nguyên kịch liệt lên án hành vi phá rối an ninh trật tự ở Đắk Lắc Nhiều gia làng, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã kịch liệt lên án hành động phá rối an ninh trật tự, tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các xã thuộc huyện Cư Cú In, Đắk Lắc, sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và dân thường do nhóm đối tượng gây ra vào dạng sáng ngày 11 tháng 6 tại xã Ea Tiêu và Ea Katu, trong căn nhà đối diện với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắc, nơi xảy ra sự việc. Ông Y Luyện Nie Kadam, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc, ngồi lặng im nhìn xa xăm, đôi mắt buồn rười rượi. Ông buồn vì chính những người gây ra tội ác vào cái đêm định mệnh ấy, hầu hết là người đồng bào dân tộc của mình. Ông tâm sự cách đây hơn 20 năm, tại Đắk Lắc cũng từng xảy ra vụ việc một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số bị bọn phản động phun rô lưu vong và các thế lực thù địch xúi dục lôi kéo tham gia tụ tập đông người, gây rối biểu tình, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Khi đó, bản thân mình đang là bí thư tỉnh ủy, chứng kiến bà con mình nghe theo lời kẻ xấu xúi dục, mình buồn lắm. Đảng, nhà nước ta luôn chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng một số ít vì lợi ích cá nhân, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu mà làm điều trái với lương tâm, trái với chính truyền thống tốt đẹp của đồng bào mình. Ông Y Luyện ca Kadam tâm sự. Nhiều người vì kém hiểu biết, nghe theo lời dụ dỗ rồi tan nát nhà cửa, vợ chồng con cái ly tán, bản thân dính vào tủ tội. Những năm qua, cuộc sống của đồng bào ngày càng khá lên, rất nhiều người vươn lên làm giàu cớ sao lại phải nghe theo những lời xúi dục rồi đi gây rối, phá hoại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc nói, theo ông Y Luyện Nie đâm bà con hãy tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xuất phát từ truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Đảng, nhà nước ta có chính sách nhân đạo, khoan hồng với những người lầm đường lạc lối. Do đó những ai đang bị kẻ xấu xúi dục, lôi kéo, cần sớm tỉnh ngộ, hối cải, kiên quyết không nghe theo, sớm dứt bỏ để trở thành người có ích cho xã hội. Nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ: Nhiều bà con dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên cũng cho biết đảng và nhà nước ta ngày càng quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho vùng Tây Nguyên, nhờ đó cuộc sống người dân vùng cao ngày càng phát triển, no ấm. Chưa bao giờ quê hương lại giàu đẹp, khang trang, sạch sẽ như lúc này. Bà con đồng bào cờ ho mình bây giờ không còn gia đình nào phải chạy vậy từng bữa ăn, cuộc sống ấm no, đầy đủ. Bây giờ chỉ lo lao động sản xuất cho giỏi mà làm giàu thôi. Ông Lơ Mu, Hàn Đờ Dô sinh năm 1960, ngụ thôn 6, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, tự hào khi nói về sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Thời kỳ mới giải phóng, đất nước vừa thống nhất, hầu hết bà con còn thiếu đói, mù chữ, bệnh tật, không có thuốc chữa, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Đã vậy, các thế lực thù địch còn thường xuyên kích động, xuyên tạc chính sách của đảng, nhà nước, dụ dỗ bà con đi theo chúng, làm những việc xấu, vi phạm pháp luật, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết, dân tộc. Ngày nay đất nước quê hương buôn làng đã khởi sắc từng ngày, đời sống người dân được nâng cao. Để minh chứng cho sự thay đổi to lớn trên quê hương mình, ông Lơ Muha dô, vẫy tay ra hiệu cho phóng viên rời khỏi căn biệt thự khang trang của gia đình ông để bước ra con đường lớn. Ông chỉ về bên phải và nói: "Đây là hội trường văn hóa của thôn, dưới nữa là nhà thờ tiên lành vừa được xây dựng, trên kia có cái nhà thờ lớn hơn nữa. Con đường này nhà nước mới mở rộng gấp đôi, bà con hiến đất" nhà nước bỏ vốn đầu tư. Con gái mình làm ở trạm y tế xã, con rể vừa lên dãy trăm cây cà phê. Vợ chồng mình già rồi, ở nhà trông cháu, lo việc nhà. Không chỉ xây được biệt thự hai tầng, rộng hơn 100m2 với đầy đủ vật dụng đất tiền, từ lâu gia đình ông Lơ Mu Ha Đờ đã có xe ô tô con trị giá cả tỷ đồng. Ô tô à? Đâu phải là chuyện hiếm nữa. Bà con mình nhiều nhà có rồi mà. Máy cày thì tất nhiên rồi, nhà nào cũng có, Ông Lơ Mu Ha Đờ Dô nói, Ông nói đã vô cùng bàng hoàng khi đọc được thông tin một nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắc, sát hại cán bộ công an, cán bộ xã và người dân. Ông Lơ Mu Ha Đờ Dô cho biết, những hành vi man dợ coi thường pháp luật của nhóm đối tượng manh động trên phải được cơ quan chức năng trừng trị nghiêm minh theo pháp luật bà con đồng bào mình được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để ổn định đời sống, phát triển kinh tế, được hỗ trợ tiền, được vay vốn hàng trăm triệu đồng, được đóng bảo hiểm y tế. Bọn nhỏ đi học không mất tiền, có chính sách gì cũng được ưu tiên, còn gì tốt hơn nữa. Ông Lơ Mu Ha Đờ nói, theo ông, sau khi sự việc xảy ra, tâm lý của nhiều gia đình ở địa phương có phần hoang mang lo sợ. Với vai trò là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Lơ Mu Ha Đờ đã cùng chính quyền đoàn thể ở địa phương tiếp tục tuyên truyền giúp bà con nhận thức rõ những hành vi man dợ sai trái vì phạm pháp luật nghiêm trọng của nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước ở huyện Cư Cô In, đồng thời cảnh báo bà con nâng cao cảnh giác, cảnh báo ngay với cán bộ xã khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi. Quá tàn ác, không thể chấp nhận được già làng Kasa Hatang bắt đầu câu chuyện bằng việc lên án kịch liệt các hành động khủng bố man dợ giết người dã man của nhóm đối tượng trên. Là người nặng lòng với bà con đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ở địa phương từ ngày đất nước thống nhất cho tới nay. Hơn ai hết, già làng Ha Tang thấu hiểu được sự quý giá, không gì có thể so sánh được, với nền độc lập, tự do, hạnh phúc, cuộc sống an lành, đồng bào yên ổn làm ăn, già làng Casa Hang Tang là người đã đồng hành cùng với chính quyền địa phương, thu phục, kêu gọi, giáo dục nhiều người lầm đường lạc lối. Đi theo kẻ xấu trở về hướng thiện sau năm 1975. Được sự che chở của già làng Ha Tang, sự khoan hồng của đảng và nhà nước, những người nhẹ dạ, chót đi theo kẻ xấu trở về làng, này đã có cuộc sống no đủ, con cháu sung vầy, gia đình hạnh phúc, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Ông Đinh Thai, dân tộc Ba Na, người uy tín tại làng Pơ Ngan, xã Cơ Lông Khơn, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai cho biết. Qua nghe thông tin đại chúng, tôi biết trong thời gian qua có vụ việc tại xã Ea Tiêu và Ea Katu xảy ra rất phức tạp. Tôi là người có uy tín, cũng là người dân tộc thiểu số, thì nhận thấy rằng việc xảy ra là chống phá đảng ta, chống phá cách mạng. Tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, không tin, không nghe, không nghe, không làm theo kẻ xấu kích động. Chúng tôi một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, của nhà nước cường quyết đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Ông Thay nói.